trải nghiệm cận tử luôn là một đề tài bí ẩn thu hút các chuyên gia đi tìm câu trả lời. Ngày nay giới khoa học cũng dần công nhận về sự tồn tại của linh hồn. Nhiều trường hợp hồn lìa khỏi xác đã được không ít camera vô tình ghi hình được. Một số trường hợp là các nạn nhân thuộc lại sau khi họ thoát khỏi cái chết. Trong đó có rất nhiều người nổi tiếng đã đứng ra làm chứng về một thế giới tâm linh đang tồn tại. Hồi sinh sau 3 lần ngưng tim của con trai tưởng giới thạch. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Tưởng Vĩ Quốc là một thượng tướng nổi tiếng của Đài Loan, cựu tổng thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông là người con thứ hai của Tổng thống Tưởng Giới Thạch. Năm 1994, lần đầu tiên Vĩ Quốc công khai chia sẻ về căn bệnh tim trong quá khứ với tạp chí Times Weekly Đài Loan. Ông cho biết mình đã trải qua 2 ca phẫu thuật tim thập tử nhất sinh, có 3 lần bị ngừng tim. Mỗi lần từ 1 đến 4 phút, toàn bộ bác sĩ giỏi nhất ở đây chẩn đoán rằng nếu ông có thể sống sót thì cả đời phải đối mặt với chứng mất ngôn ngữ, liệt nửa người và lọc máu suốt phần đời còn lại. Trong thời gian hôn mê sâu, Vĩ Quốc nhìn thấy người cha quá cố Tưởng Giới Thạch xuất hiện bên cạnh. Ông ấy mặc bộ đồ thường ngày, trông vẫn y hệt như lúc còn sống. Vĩ Quốc miêu tả, khi vừa nhìn thấy cha ngồi bên cạnh, tôi đã nói với ông rằng tôi rất vui vì lại có thể làm việc bên cạnh ông. Nhưng Tưởng Giới Thạch lập tức bác bỏ. Con trai, đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy, con phải trở lại. Một lúc sau, ông lại nói, con còn có sứ mệnh chưa hoàn thành, con nhất định phải trở về. 1-2 ngày sau, Vĩ Quốc lại tiếp tục thấy cha nuôi đến và nói, con yên tâm, con nhất định phải về, ta sẽ bên cạnh con cho đến khi nào con thoát khỏi nguy hiểm mới thôi. Thời gian đó, ông cũng nhìn thấy những người thân đã qua đời đến thăm mình, trong đó có người cha ruột Đới Quý Đào và quốc phụ Tôn Trung Sơn. Quốc phụ Tôn Trung Sơn còn động viên cha của ông hãy yên tâm vì Tưởng Vĩ Quốc sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, ông vội rời đi. Cha ruột Đới Quý Đào thì đi cùng với một vị sư phụ áo trắng. Ông ấy nói với Tưởng Vĩ Quốc rằng khi ngực ông đau nhất có thể niệm lục tự chân ngôn bằng tiếng Phạn là được. Sau đó, Tưởng Vĩ Quốc thực sự đã tỉnh lại mà không gặp bất kỳ triệu chứng nào sau phẫu thuật. Chỉ có thể nói rằng trường hợp của ông là một phép màu kỳ diệu. Vĩ Quốc tin rằng sự xuất hiện của người cha quá cố và những người khác chính là được Thượng Đế an bài đến để trợ giúp ông vượt qua cửa tử, là ông trời đã trao cho ông một cơ hội sống thứ hai. Tưởng Vĩ Quốc nói với các phóng viên, có rất nhiều việc tôi phải cảm tạ ông trời. Sự tồn tại của linh hồn. Tưởng Vĩ Quốc không phải là người duy nhất trên thế giới từng có trải nghiệm cận tử. Ở phương Tây, nhiều nhân vật nổi tiếng như cựu Tổng thống Mỹ Eisenhower, Tổng thống Clinton, nhà văn Mỹ nổi tiếng Hemingway, nhà văn nổi tiếng người Anh David Herbert Lawrence hay bác sĩ Eben Alexander từng được nhắc đến trong video trước cũng có trải nghiệm tương tự. Mặc dù mỗi người có những trải nghiệm khác nhau, nhưng phần lớn họ đều miêu tả về một loại cảm giác giải thoát rất dễ chịu. Trong tích tắc cận tử đó, một số người có thể hồi tưởng lại rõ ràng toàn cảnh cuộc đời của họ. Có người nhìn thấy hào quang chói lọi dẫn họ bay qua bờ bên kia, thậm chí có người còn nghe thấy tiếng hát của các thiên thần chào đón họ đến cổng thiên đàng. Tuy nhiên, có một số người lại có trải nghiệm hoàn toàn tương phản. Họ nhớ lại cảnh tượng đi đến địa ngục, nhìn thấy rất nhiều những sinh mệnh hắc ám và nỗi đau đớn thống khổ phải chịu nơi địa ngục. Phần lớn những người sau khi trải qua trải nghiệm cận tử đều có một điểm chung là có những thay đổi về thế giới quan và cách ứng xử. Họ không còn sợ hãi với cái chết và hầu hết đều tin về sự tồn tại của linh hồn và thiên thượng. Năm 1970, tiến sĩ bác sĩ tâm thần học Brooks Brayson từ Đại học Virginia, Mỹ cũng bắt tay vào nghiên cứu hiện tượng này. Theo tạp chí The Lancet ngày 5 tháng 2 năm 2000, ông đã thực hiện thí nghiệm trên 134 người đang cận kề cái chết, trong đó có đến 96 người xuất hiện trải nghiệm cận tử. Những người đó đều được trải qua kiểm tra chuẩn hóa để đo lường tần suất xuất hiện trạng thái phân tách giữa tâm trí và thân thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy trải nghiệm cận tử giống với loại trạng thái hồn lìa khỏi xác, chứ không giống với biểu hiện của người bị rối loạn tinh thần.
để chứng minh cho sự tồn tại của linh hồn. Năm 1916, tiến sĩ người Mỹ Carter đã tiến hành một thí nghiệm. Ông sử dụng thuốc nhượng phủ lên tấm màn bao quanh bệnh nhân và quan sát. Bấy giờ ông chứng kiến trong khoảnh khắc bệnh nhân tử vong, có một vật sáng giống như sương mù bay ra từ trong cơ thể họ, chiếu vào tấm màn, không lâu thì biến thành hình dạng giống hình dạng của bệnh nhân và bắt đầu trôi nổi, bay về phía cửa sổ, sau đó biến mất một cách thần bí. Đồng thời thể trọng bệnh nhân cũng sụt giảm đúng 21 gram. Những điều trên cho thấy linh hồn không thực sự biến mất theo sự tiêu vong của thể xác, mà có thể đi đến một không gian khác phù hợp với linh hồn đó. Trải nghiệm cận tử phải chăng một sự an bài của đấng tạo hóa để một số người mang theo sứ mệnh mà tiến nhập vào thế giới tâm linh, sau đó trở về nhân gian truyền cho thế nhân thông điệp về sự hiện hữu của thần? Bạn đang tìm MacBook chính hãng giá phải chăng? Đến ngay Saha Store, MacBook Air M1 2020 giá chỉ 20.999.000, ưu đãi khủng cho sinh viên giảm ngay 1 triệu đồng, giá chỉ còn 19.999.000, hỗ trợ trả góp lãi suất 0%, bảo hành 12 tháng, bảo hành phần mềm trọn đời. Saha Store, chuyên sản phẩm phục vụ khách hàng tinh hoa. Số điện thoại 0971 206 837, website saha.store, địa chỉ 277A Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.